đấy chả rương chi bần to chả dê đôi lôi tá của họ ta thà chọc con tìm bằng phát bài cá trầm chảy phàm chàng lại mà chấm mà mấy con lùi nấy lùi tịch tôi giờ khai mà lùi tịch tôi giờ lắm bữa sáng mình tao ăn chào hay sao cả lô quạt tháp ta chết là đa phật ra rồi có ta chết là đa lên để học bằng lịch bi ở lâu chẳng có chỉ cần nuôi tiếp tục mấy cái loại đặc ta ở ấy chẳng dừng đang bị tao đang lấy thì mình nên xem là mặt của mình sẵn mình cả lần này mỗi bằng con mình gặp chị ba đó cầm lang được bộ ban nâng chị bắt quát đã sự tay trong nắng nẹp ăn bằng phơi sấp hiệp cả tháng cho plon lôi nơi bị mang trong buồn giúp ngày mà phải bay tổng lá cho năm pipon đặt trong pin nơi trong nơi tia lên học sập trong bay euro là lên rồi đắp trong tim trong pi phùng bay dừng cặp sàn đi bộ bay thành trụ cột mình tranh được bộ ba mực than mà lại đơn khá sân tre đa trên nhà bằng co chỉ là cho là nhà ba lúc cứ mùa xuân đoạt tha dụ hà sập trong một năm một đợt bao nước tiền là nguyên vào đây chỉ một ngày nhỏ ở dụ học sập một năm bộ phim mình tranh được bộ ba mình chạy than sân tre thằng lớp bạn đất này trái một đơn được bộ ba con ra tập ba sàn đi bộ tị bay than là dụng cặp hết khả năng tiếp vào đây còn mình nữa mình cháu phân chùm rực dụng lôi nè không tiếc ở chùm luôn mùi con đầu la nâng chả mùi con đầu la nâng của màn mơn riêng đây bằng chuyện bài sập mơn riêng và chả mùi con đầu la nâng bài sập mơn riêng đã cho thái nghiên chùm là mơ phí nét bàn cho dụng cổng bạch xuống phân dụng lôi thằng lớn hãy kết thương bạch sập màu liêm liêm lúc đây mình trai mà tất cả con mình mong dù cả chặt cầm lặng cho tên tình lạnh cả hai bằng con mình gặp nhập áo nâng với mà tất cả chùm này chùm cơ ba cú sống rút về xã xua trong lăng quạt chai hạt đôi cùng miên hạt phong na xong rồi lại từ sự mặt tất cả sự mặt xã xua của miên bản thái bị mình trong mình đã chung chôn và nhà để xem dụng phẩm bảy cho nắm đã chỉ trao bằng ca được bằng cốt nâng án phát thật là không hạt ca lúc này ta vậy là thưa sự mặt tất cả nâng án chung càng đặc hiệp án lúc từ đời xa trao trao được bằng cốt ba này giấy tôi sẽ lắp bị ca án án được bằng gì nó nghe là bà đặt mồ một chai chào cái hai lớp lục mẹ cùng bạn mấy bác thằng lớp ba này đang khá cao thì ngay mà phải mua tàu lá cho năm pi quan đập đồng pi còn bạn khơi chỉ đồ được bọc luôn khi về ta cầm cung tại đây lụa sườn nước tiếc hai bạn tục cồn sao kệ đặt lưới nơi chọc cỏ nơi chọc cỏng chẳng chọc cỏng liếm nước chỉ đồ luôn cho mùa xuân rồi tháp bạn lui cồn sao kệ lưới vô tay chầm lóng tục đòi ta mình đang luôn ta đăng tế thà giấy đôi chầm lòng con sao luôn mà lo thay phải bay tàu la nữa chiết bay chỉ ta khuôn tại diêm chỉ xong thì sọc gì rồi bọc lớn các bạn vô con sao kệ đây chầm lòng rồi hai lúc thì chạy dục lôi chầm luôn pi đông đạn được nông thông cột máy được gì rồi bọc lớn cái dục lôi từ lẹ tục bát hai giấy con mà được có cài khẩu áo đứng rồi bò được nông tét vừa đốt miền trào trồi phòng ai còn nông được khuôn nó mở sạc cả chả là trong trái nhân được khơi nhìn thật là phết nên trong và sao thì món có trên thơ khơi nhá có trên được khơi nhỉ bọn bị sao đá còn chả hay lên và to tiền thật không mấy mà tha đặt đại còn nó từ nạc cà po đồng bầy thuộc cà đầm chả hay mình pro tha chỉ ta bọc luôn chỉ nẹt tục nặng lưỡi cạn nên chỉ nẹt chân trái kho trái không tiền bà bây giờ bị một cái bò tá cứ sần sập trong nơi chỉ phiệp quát cô bà bạn đây thu thiệt lăng này này bà ta xong rồi mới rồi khởi thao ấy vô bàn mắm rồi nằm lừa lùi phải bắt xong rồi chứ ôm quan là sao mà quan hay bắt xong rồi đi ta thử tập xong xong mình lùi trái cho ca tư khẩn đô ta tập tập biết về đi đi về cái chân tư ở đây ao của pon chai vi mình đây pon miền đi miền đô sẽ đẹp sạn màn kê miền cái đường ở láng ca nhưng không được gọi bật biệt tên là bỏ anh nhắm chè đã đây ai tham với những giấy đại cả hai giấy khấn lôi lôi mà đâu mới căn lôi đó bơi dương cái lấy cái lừa từ phía tầng ngọc nữa á hơi soi bồn bồn chiều rót dù khơi ngọc nia tha quát bơi chặt vào nàng ngồi mà ta bơi dương dây mà muốn mắt ta mà trốn người ta dây còn mình khăm ấy nhỉ chẳng bơi chưa tha bơi quát lúa chẳng lúa đò tùng quan đây nắng chẳng phải giờ còn lui cái nong cụm nong vay mua chặt chay còn trong chặt chay tộc đặt tên nhớ y vật thay mấy mấy đứa nhá coi như mình đăng này ta bữa ta mới đăng mấy ba tay chay nó thật lui nắng ta còn hồ nẹ hồ ta và hơi dễ còn ăn hồ thì còn nơi tia chấn ta còn nẹ chặt chay là ngon từ school ha từ hơi dễ dây nó tia tay bây giờ nên lập dòng mới lúc rồi này lưỡi hay tục sấy ở đây cần lôi, cha chỉ tôi tới sợi dây chỉ nè căn tục đặt lôi rồi có dương mà đang hát cửa xa con mấy ta
ឲ្យយាយទុកលុយមិនគង់ឬក៏ចាយវាដេតតាមិនទៅតាកាន់ខ្លួនឯងឬក៏តាគាត់មានទំនាប់តែច្រកគាត់មួយគឺគាត់ជាអ្នកកាន់លុយគាត់គិតថាគាត់អ្នកធ្វើការឯកាន់លុយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេក្នុងគ្រួសារតែអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់ផ្ដោតលើយាយហើយប្រៀបតាមតាមត្រង់ទៅសុំគាត់ទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងបងបងពលីទៅតាមកណ្ដាលយប់ចង់ក្រោយគឺលទ្ធផលយាយលួចច្រឡំសោតាទេអញ្ចឹងទៅដឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចា៎បាទហើយបើនិយាយពីតាមកញ្ញារស្មីតាមឬក៏បងបងគាត់យល់ឃើញគាត់ថាហើយចិត្តតាគាត់មរីមែនចូលបើគាត់ធ្វើធំសិនសុខគាត់រងសំមកដល់រាប់ពាន់បាទប៉ះលុយ80ម៉ឺនទៀតតែយើងមិនដឹងទេក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ជាគេហៅជាគៀងអ្នកណាព្រឺទៀះអ្នកហ្នឹងបាទតែថាយើងគាត់យល់ឃើញថាគាត់ចាស់ហើយបាទគាត់បើសិនជាក្មេងវិញអាចចោលប្រកាន់ផ្សេងតែគាត់មានប្រុសក្មេងអីចាំអីចឹងទៅលួចលួយប្តីអូនចាំតែគាត់ចាស់ហើយមានចៅនៅមួយនឹងទៀតចា៎ហេយាយមិនមិនកំវាយចៅអញ្ចឹងបៃការត្រង់ចៅបៃការត្រង់ចៅទៅអាយុប្រហែលឆ្នាំ8ឆ្នាំហើយ8ឆ្នាំចាក់ក្មេងគេថាក្មេងចឹងហត់ទេ8ឆ្នាំហើយត្រូវហើយបាទគេថាក្មេងនៅកណ្ដាសអញ្ចឹងតែឃើញអីនិយាយអញ្ចឹងដូចថាទីហត់ថាប្រាប់វាថាចាហើយកំប្រាប់ប៉ាហែងម៉ាក់មកជួបស្រីម្នាក់ស្រីហ្នឹងនេះកំប្រាប់ម៉ាក់កូនទៅវិញដល់ពេលម៉ាក់សួរប៉ានាំកូនទៅណាខ្លះប៉ាប្រាប់ហើយប៉ាហាមហើយអត់ឲ្យកូនប្រាប់ម៉ាក់ឯងថាគាត់ជួបស្រីម្នាក់នេះនោះនេះក្មេងគឺអត់ចេះរាក់ទេបៃការថាបាទទៅ8ឆ្នាំនេះដោយការលើកឡើងរបស់កញ្ញារស្មីចឹងបាទជួបការត្បងប្រហែលជាគាត់នេះហើយប្រហែលជានិយាយគាត់ប្រាប់ហើយ8ឆ្នាំមកមិនគាត់ថាមិនប្រាប់ទេប៉ុន្តែជួបការសមាជិកគាត់ឃើញថានិយាយគាត់និយាយចុះនិយាយឡើងលក្ខណៈថាដូចអត់ត្រូវអត់សមហេតុផលបាទអញ្ចឹងគាត់សួរក្មេងមើលបាទសួរក្មេងជួបការភ័យគឺបាទទៅប៉ូលីសស្រីឯកសថានចឹងទៀតនិយាយចូលចូលឡើងនោះនិយាយទៅធំពិតបដាហើយអញ្ចឹងនិយាយគាត់ដឹងមានអារម្មណ៍ហ្មិចមានថាតាមហ្នឹងបើចៅនិយាយពិតអស់ហើយដល់ពេលស៊ូមឡងទៀតគាត់ថាបាចឹងមើលអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាតាគាត់មិនប្រដងទេបាព្រោះក្នុងគ្រួសារណាតែបើសិនជាគាត់ប្រដងអាចជាប់ទោះហើយទោះបាតែអូរៀនគាត់ប្រដងពេកដូចជាហួសហេតុអីយ៉ាងច្រើនបានទៅមកសមត្ថកិច្ចអប់រំគាត់កុំឲ្យបង្កភាពឈឺក្បាលអីដល់សមត្ថកិច្ចរឿងខុសអញ្ចឹងអីខ្ញុំអាចសមត្ថកិច្ចគាត់អប់រំណែនាំបាទមុនសម្ញខ្ញុំបាទហេតុទីត្រង់ថាគាត់ចាស់ប៉ុណ្្នឹងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសគាត់វិលមុខជិះក្បាលហ្នឹងត្រង់ថាគាត់ហ៊ានទៅវាយទូវាយអីកាយសម្ភារៈកាយអីធ្វើលក្ខណៈថាពិតពិតបាទហ្នឹងបទពិសោធន៍គាត់យ៉ាងណាគាត់យើងបាទគាត់យើងនេះតែថាហ្នឹងដូចគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទតាគាត់អនុគ្រោះលើកលែងបាទព្រោះគាត់មានអាចៅមួយនឹងផងមាននិយាយមួយទាំងបើសិនជាគាត់ប្រដងជាប់ទោះតន់ជាប់ពន្ធនាគារគូពិបាកកាន់តែយ៉ាប់ដែរបាទអរគុណដល់យើងនឹងមានព័ត៌មាននឹងសង្គមជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងសូមសម្រាប់តែបន្តិចទេបាទទស្សនិកជនកុំអាទៅណាបាទអរគុណ